đi đến cái phần à, phần sự của tăng ni làm luôn việc của cư sĩ dùng tiền bạc bố thí làm phước lấy đầu này lắp đầu kia tiền đi bác tiền dành dụm làm ăn trước đó hoặc tiền thừa kế nó có hai vấn đề mà suy nghĩ là chúng ta cần phải hiểu đúng. Thứ nhất á à, là cái chuyện mà một vị tu sĩ đó thì có thể làm phước bố thí hay không, bố thí cũng dường hay không. Thì trong kinh sư chắc chắn là không có chỗ nào cấm. Nhớ dùm nha. Chuyện mà một vị tỳ kheo đó bố thí cũng dường đó, không có ai cấm. Và thậm chí đó Uh, nó lại là một chuyện nên làm Nhưng mà Nó phải ở Cái trường hợp nào Là được Xin lấy ví dụ như Những trường hợp uh, Mà một vị thị kheo đi bác Như trong kinh ấy Một vị thị kheo đi bác Hoặc là vị đó được Cúng dường tứ vật dùng Thì vị đó hoàn toàn Có thể Dùng những vật mà vị đó được cúng dường đấy, à, đi cúng dường các vị khác như trong trường hợp à, mẹ à, cách đây bảy đời của ngài Xá Lợi Phất đấy, thì ngài đã cúng dường khi mà ngài được à, thí chủ bố thí tứ vật dụng đó. thì ngài cúng dường đến cho tăng đoàn và ngài hồi hướng đến cho mẹ của ngài. Hmm? hoặc như là vì Sa di ờ uh, Sa di thí y ở trong chú giải pháp cú đó. Thì vị này uh, khi mà được uh, cúng dường vật thực thì vị này cúng dường lại cho tăng đoàn. Khi vị này được cúng dường 500 lá y thì vị này cúng dường 500 lá y đó cho tăng đoàn. Thì trong trường hợp đó đó nó không có lỗi gì cả và thậm chí làm như vậy thì lại được phước hoặc như uh, trong một kiếp quá khứ của ngài Siva lý thì ngài từng mửa uh, cái thực phẩm mà ngài ăn trong bụng ngài mửa ra để ngài uh, bố thí cho con chó hoặc như những vị tỳ kheo mà các nhà vị đó đi khất thực rồi các vị đó uh, bố thí những cái thực phẩm đó cho ờ uh, thí dụ như là cho con chó ở cái bên đường hoặc là vì đó đem về vì đó cúng dường lại cho tăng đoàn những việc đó hoàn toàn là hợp lệ hoàn toàn hợp lệ chỉ trừ trường hợp chỉ trừ trường hợp uh, như trong tặng luật á thì vị tỳ kheo làm nghề đi làm làm nghề ví dụ như uh, có một vị tỳ kheo Ừ, tên là su phách đa đó ừ, trước đó làm cái nghề thợ hớt tóc thì vì đó đem dao cạo đem kéo đi hớt tóc dạo hớt tóc rồi cạo râu cho cư sĩ để mà nhận được vật phẩm cúng dường tre tăng thì cái đó là lục cấm lục cấm một vị tỳ kheo À, kinh doanh bất kỳ dưới hình thức nào thì cái đó cấm. Còn như trường hợp á mà vị đó được hưởng tài sản thừa kế, à, ví dụ như là thì chúng ta có thể hiểu đó như là trường hợp à, cha mẹ à, cúng dường cái tài sản đó cho vị đó và vị đó làm một việc đó là xả bỏ tài sản tức là vị đó cúng dường lại cho tăng đoàn thì những việc đó hoàn toàn có thể làm dạ, có thể làm nha rồi còn cái cụ thể làm như thế nào đó để mà đúng luật và làm như thế nào là sai luật thì uh, trong tặng luật có ghi rõ hmm. cho nên đừng có hiểu uh, về cái mặt uh, mình hiểu thiên lệch về một uh, uh, khía cạnh rồi mình nói là ồ oh, như vậy là một vị tỳ kheo uh, không có được bố thí cúng dường thì nó hoàn toàn sai và sư hiểu tại sao cái vị này lại hỏi đặt câu hỏi đó là vì sao bởi vì đó trong kinh đại bát niết bàn đức thế tôn có nói đó ngay cả như cái việc ngay cả như cái việc đảnh lễ cúng dường xây chùa đến đức thế tôn thì đó cũng là phận sự của cư sĩ còn vị tỳ kheo đó chỉ lo việc tu tập đi đến sự giác ngộ giải thoát nhưng mà nhớ nhưng mà nhớ điều đó không có nghĩa là vì đi kheo đó hoàn toàn là không được phép bố thí cúng dường chỉ nó không được không có nha mà như thế này là cấm nè kêu gọi từ thiện quý vị nghe nó kỳ mà sư nói nhiều người dậy nảy lên cái chuyện mà kêu gọi từ thiện ấy, Đó là việc của cư sĩ Tức là việc của quý vị đó Chính những người cư sĩ Đó là cái phần phước thuộc về quý vị Quý vị lo, quý vị tạo phước, quý vị cần phước Thì quý vị đi kêu gọi từ thiện Rồi quý vị à, tổ chức Rồi quý vị đi, quý vị phân phát cho người này người kia Đó là trách nhiệm của quý vị Đừng có đẩy cái chuyện đó lên cái vai trò của tu sĩ một vị tu sĩ đó thì không có trách nhiệm đứng ra kêu gọi từ thiện rồi tổ chức những cuộc từ thiện đi chỗ này chỗ kia thì như vậy đó nó sẽ uh, phí cái thời gian mà lẽ ra vị đó dùng để tu uhm. uh, nhưng mà như thế này là được nè như thế này là được nè quý vị À, mượn cái vị trí của ngôi chùa ví dụ như mượn cái sân chùa hoặc là vị mượn cái vị trí ngôi chùa để quý vị phát từ thiện ví dụ như à, có một ngàn à, phần gạo à, hoặc là một ngàn phần quà thì à, quý vị à, tập trung quý vị có thể à, mượn cái nơi của chùa để quý vị đứng ra quý vị phát tại vì đó là thuộc về cái việc của quý vị cái đó thì được xin à, nói như vậy là bởi vì sao bởi vì nó, nó kẹt cái như thế này à, do cái um, diễn biến của lịch sử ừ? và cái sự um, nhìn nhận của xã hội cho nên ý, uh, xã hội và chính quyền các cái địa phương mặc định xem cái việc từ thiện là cái một trong những cái trách nhiệm của các tự viện và nếu như một cái ngôi tự viện nào đó mà từ chối cái việc này tức là ngôi tự từ, từ viện đó không có trách nhiệm đối với xã hội đó là với suy nghĩ ở um, ở ngoài chính bởi vì như vậy đó những ngôi chùa nào mà cái sự sự việc này đã xảy ra những cái một vài cái tự viện đó mà thực hành đúng tức là chỉ lo tu thôi chỉ là tu thôi chứ không có kêu gọi từ thiện cũng không có phân phát từ thiện thì gặp rất nhiều khó khăn gặp rất nhiều khó khăn mà chỉ khi chỉ khi mà có những cái vị thí chủ những vị cư sĩ mượn cái mượn danh nghĩa của chùa đó mượn cái vị trí của chùa à, để mà làm các cuộc từ thiện thì với danh nghĩa là chùa làm nhưng mà thực tế là cư sĩ đứng ra à, thì như vậy đó à, sinh hoạt của từ viện nó trở nên ừ, hợp lệ hơn à, với à, cái nhìn của người đời à, thành ra là mình cũng có những cái mình cần khéo léo chứ còn mà mình tu mình y bon á y bon thời đức phật á thì mình chỉ có nước là mình lên rừng mình ở một mình mình thôi ừ. à, cái gì mình cũng cần phải có mặt này mặt kia ừ. à, ngày hôm nay thì sư um, cũng nhận được rất là nhiều những cái lời uh, chúc 20 tháng 11 thì sư cũng uh, sẵn đây sư cảm ơn quý vị ha Cảm ơn tất cả quý vị à, những vị chúc uh, sư 20 tháng 11 à <laughs> Rồi chúc quý vị ăn vui